Chúng tôi xin được nhắc lại một vài những cái lý do mà người đẹp Tiền Giang đã đưa ra, đó là từ việc muốn trở thành chiến binh công lý nên phải livestream, đến việc than khóc bất ổn do bị bạo lực mạng xã hội đẩy cô vào một cái tâm trạng không ổn nên phải lên tiếng qua các cái buổi phát sóng trực tiếp, gần đây nhất là livestream để kiếm tiền. Vậy lý do thực chất cho những cái hành động, cho những cái màn livestream dậy sóng của người đẹp Tiền Giang này là gì? Và liệu rằng là qua những cái ồn ào mà nam em đã gây ra thì liệu cô có phải đối mặt với hình phạt nào của pháp luật hay không? Câu hỏi này chúng sẽ được chúng tôi giải đáp với tất cả quý vị qua phóng sự ngay sau đây. Khoảng thời gian cũng gần 7-8 năm tu với bà, ta nói giống như là bị mai cái mỏ lại đó, bị mất quyền công dân không được nói. Thì bây giờ có TikTok được nói rồi, được mở cái quyền công dân ra rồi, nên là giờ phải nói lên những cái oan ức, những cái Đúng. mà là hàm oan. Từ Bây giờ việc khơi lên lại để chuyện nói tình cảm đi ồn ào trong quá khứ, các màn livestream của người đẹp nam em khi có đủ sự chú ý đã tiến tới chiều bài thu hút dư luận chính là bóc trần góc khuất trong giới showbiz. Ồn ào trên mạng xã hội với những câu chuyện như ngọc nữ chơi đồ kích thích, chuyện các ngôi sao cặp kè đại gia, người đẹp nam em cùng nhiều cá nhân tự xưng là người đứng lên bảo vệ công lý, lấy lý do bản thân là nạn nhân của bạo lực mạng để tiến hành nhiều màn livestream đấu tố. Dựa vào cái gọi là bạo lực mạng để mà cố bào chữa cho cái câu chuyện của mình thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là không phù hợp. Bởi vì rõ ràng nam em là người khơi mào cho một cái câu chuyện tranh luận trên mạng xã hội. Và bản chất câu chuyện của nam em livestream bàn về những cái người trong những cái gọi là nghệ sĩ trong giới showbiz là xuất phát từ mục đích gì, xuất phát từ động cơ gì, xuất phát từ nguyên nhân gì thì có đúng không? Có cơ sở pháp lý không? Rồi những nhận định của nam em về những người đó có rõ ràng không? Và nam em có trưng bày ra những chứng cứ để biện minh cho những cái quan điểm của mình hay không? Thì lúc đó chúng ta mới tính đến cái vấn đề là tấn công mạng hay không tấn công mạng. Nói lái tên hoặc đặt cho người được nhắc đến những cái tên khác dễ liên tưởng. Các câu chuyện trên sóng livestream của nam em được lan truyền rộng rãi, bất chấp sự việc có xác thực hay không. Các hành vi này đã bị tuyết coi bởi các cơ quan chức năng và rất có thể sẽ phải đối mặt với các khung hình phạt của pháp luật. Họ đưa ra một vấn đề nhưng những cái vấn đề đó không nhờ đến cơ quan chức năng mà họ tự đóng vai cơ quan chức năng để phán xét những cái người mà họ đưa ra để phê bình bàn luận. Thế thì câu chuyện ở nam em ở đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện vấn đề dân sự, không chỉ là câu chuyện mang tính chất gọi là đơn thuần là trên mạng xã hội nữa mà câu chuyện có yếu tố hình sự. Theo quy định tại điều 11 và điều 34 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì khi có những cái căn cứ và cơ sở cho rằng những cái thông tin, những cái phát ngôn được chia sẻ trên mạng xã hội là nói về mình và xâm phạm được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì các cá nhân có liên quan có quyền yêu cầu cái người vi phạm là xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Nếu bị kết luận là có sai phạm thì hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là từ 10 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm, và còn đối với cá nhân vi phạm sẽ bị chịu mức xử phạt là từ 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng. Ngoài ra thì người vi phạm còn bị áp dụng cái biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, thông tin gây nhầm lẫn hoặc là trái quy định của pháp luật. Được biết, sau khi nhận được sự cảnh cáo sẽ có sự vào cuộc của Sở Thông tin Truyền thông và Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đối với hành vi livestream của mình. Nguyễn Lệ Nam Em cho biết bản thân mình đang sống trên mạng xã hội, kiếm tiền bằng mạng xã hội rất dễ nhưng phải chịu được áp lực bị chửi, đã chơi thì phải chịu. Chơi có chịu ba. Như cô Hằng nói, ta đã có sức chơi thì ta phải có sức chịu ba. Vậy việc kiếm tiền này như thế nào, thu lợi ra sao để phải chấp nhận đánh đổi? Liên quan đến điều này, chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn với chuyên gia truyền thông ông Nguyễn Ngọc Long để hiểu rõ hơn về vụ việc. Anh Long thân mến, mọi người có nói là về vụ việc của nam em hiện nay thì đang có rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều. Với góc nhìn truyền thông thì chuyên gia đánh giá như thế nào về vụ việc này? Mình nhìn vào những cái gì bạn ấy đạt được thì mình có thể lý giải là tại sao bạn ấy làm như thế. Nhưng mà cái động cơ thực sự đằng sau ấy thì tôi nghĩ là đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết. Còn bảo là tại sao nhìn vào cái hiện trạng thì mình có thể lý giải được là bởi vì như thế này. Tôi có bấm thử vào một vài cái livestream của cô nam em để tôi coi ấy, thì số lượt mắt coi của nam em là rơi vào khoảng từ khi ít thì cũng mười mấy ngàn mà khi nhiều cũng 30 ngàn. Đó là một cái số lượt mắt coi rất là cao cho một cái phiên livestream, cao hơn vô cùng nhiều các ngôi sao khác.
Thế thì nói như vậy để mình thấy rằng là bất kể cái động cơ đằng sau của bạn ấy là gì đi chăng nữa, thì khi mà bạn ấy đã bị sa vào cái công cuộc livestream này rồi và đã đạt được những cái thành tựu như vậy rồi, nếu như các bạn là người đã từng livestream, các bạn sẽ biết nó có chất gây nghiện. Các bạn bị nghiện những cái con số đấy, các bạn bị nghiện những cái mắt xem đấy. Và hiển nhiên là những cái con số đấy, những cái mắt xem đấy ấy, nó đem đến cho chúng ta rất nhiều quyền lợi. Nó có thể là cái quyền lợi về sự nổi tiếng, nó có thể là cái quyền lợi về cái quảng cáo và kiếm tiền. Đôi khi là thỏa mãn cái sự nổi tiếng, cái sự mà muốn được mọi người tung hô của mình nữa. Cái thời gian gần đây thì cô ấy cũng đã phát ngôn là cô ấy đang sống trên các cái nền tảng mạng xã hội và cô ấy kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội cũng rất là dễ. Thì với ông Niệm, cái một cái chiêu thức đó là thu hút cái sự chú ý bằng những câu chuyện tình cảm, sau đó tiếp tục là khui hay là đấu tố. Mọi người được nói đây là một cái chiến lược truyền thông để có thể là giữ được cái lượng xem. Thì với ông Nguyễn Hồng Long, ông đánh giá như điều này thì sao? Có rất nhiều cái kênh mà họ đã làm cái câu chuyện mà giống như Nam Em đang làm. Nam Em không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Và nếu như mà nói về những cái người mà lên để mà livestream thì cũng không phải là chỉ có cô Nguyễn Phương Hằng hay là Nam Em. Có rất nhiều kênh họ không livestream nhưng mà họ làm clip. Chỉ có điều tất cả những cái kênh đấy thì chưa từng bao giờ có cái kênh nào mà đạt được hàng chục nghìn mắt xem. Lý do tại sao các bạn biết không? Bởi vì họ ẩn danh. Chính cái việc mà các bạn đưa mặt các bạn ra nó mới trở thành điều hấp dẫn, chứ không phải bắt phốt thì trở thành điều hấp dẫn đâu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà các bạn bắt phốt ấy, thì cái người xem người ta luôn có một cái tâm lý là đứa này nó nói đúng hay là nói sai. Bởi vì là ẩn danh mà, mày ẩn danh mà tức là chỉ tưởng cho nên là chúng ta hóng vậy thôi, nhưng mà xem có chừng và nghe có lúc. Còn một khi bạn đã đưa cái mặt bạn ra thì người ta có một cái tâm lý là nó phải đúng thì nó mới nói, chứ còn nó mà nói sai người ta kiện nó rồi, nó đi tù rồi. Thế cho nên là cái câu chuyện thế được đẩy lên rất là cao cả. Nếu như mà nói rằng đó là một cái chiến lược truyền thông, ok, đó là một cái chiến lược truyền thông. Nhưng nói rằng đó là một cái chiến lược truyền thông không ngoan, không ngoan. Lý do tại sao? Bởi vì khi mà đã nói đến một cái chiến lược truyền thông thì các bạn phải có được một cái kế hoạch ngắn hạn và phải có một cái kế hoạch tiếp nối ở trong dài hạn. Nếu như thực sự là nói đến một cái chiến lược rõ ràng thì bản chất là ban đầu các bạn sẽ phải lên các bạn bóc phốt, sau đó các bạn sẽ phải có một cái bước đệ là để vừa bóc phốt vừa ca hát chẳng hạn, rồi để đến cuối cùng tôi hết phốt rồi tôi không bóc được nữa, tôi chỉ còn ngồi ca hát thôi. Chứ còn là câu chuyện bảo là bóc phốt bạn không thể bóc được suốt đời được, bạn không thể bóc được suốt năm suốt tháng được, cái đó là không thể. Thì làm thế nào để cho những cái hành vi này nó được hạn chế nhiều hơn thì có lẽ cũng là một bài toán, đúng không? Tôi nghĩ là để cho cái hành vi này được hạn chế nhiều hơn thì chúng ta phải xuất phát từ nhiều bên. Cái bên đầu tiên là từ chính những cái người tham gia dùng mạng xã hội ấy, tức là từ những người phát livestream. Họ phải hiểu rằng là cái việc này nó là một cái việc không có bền và nó tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng là một cái tấm gương tẩy liếc. Các bạn thấy ấy, cái miệng đi hơi xa. Có thể là ban đầu rất nhiều người ủng hộ, nhưng mà khi đã bị lệch qua khỏi cái đường biên của văn hóa, của đạo đức và đặc biệt là của pháp luật, các bạn đâu có quành lại được đâu, các bạn đi tù khác. Thế thì tiếp theo là về người coi. Bây giờ bảo rằng là người coi đừng lên coi, đừng đi lên để ủng hộ những chương trình đấy, tôi nghĩ điều đó cũng bất khả thi. Cái một trong những cái insight rất lớn, cái mong mỏi rất lớn của chúng ta là đi hóng chuyện, đặc biệt là hóng những cái chuyện bí mật, những cái chuyện thâm cung bí sử, những cái chuyện mà không ai biết, đặc biệt là của người nổi tiếng, thì thôi chắc là 100 năm nữa mọi người vẫn hóng. Cho nên là người xem không hạn chế được cái đó. Như vậy là chúng ta chỉ còn hai nguồn để chúng ta hạn chế thôi. Nguồn thứ nhất chính là chính sách của các nền tảng mạng xã hội. Còn cái hy vọng thứ hai mà chúng ta cần nhìn, đấy chính là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Nếu như mà ở đây mà chúng ta đang có những cái điều luật mà nó vẫn còn có những cái kẽ hở, thì chắc là chúng ta đã phải nhìn thấy một cái thực tế rồi.
Bởi vì là thực tế cuộc sống nó luôn luôn nó đi trước các cái điều luật bạn ạ. Thế nếu như mà chúng ta nhìn thấy là thực tế cuộc sống nó đang có một cái vấn đề như vậy, chúng ta cần phải hoàn thiện cái hành lang pháp lý để chúng ta quẹt những cái cuộc live stream mà lên đây để bóc phốt nhau, và thậm chí là lợi dụng vào cái việc bóc phốt nhau để đưa ra cái thông tin thất thiệt. Thì đó là cái hy vọng mà tôi cho rằng nó sẽ giảm được cái tình trạng lên live stream và bóc phốt nhau một cách vô tội vạ. Thực tế không chỉ có nam em, trước đó những vụ việc như Phương Hằng, Hàn Ni cũng là những vụ việc điển hình của việc livestream đấu tố để rồi sa đà thành những hành vi vi phạm pháp luật. Với nam em, những câu chuyện cũng có thể sẽ tiếp tục bị đẩy đi xa nếu người đẹp này không biết dừng lại và thức tỉnh với các hành vi của mình, bởi pháp luật sẽ không để lọt, càng không dung túng cho những hành vi sai phạm.